Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, mưa liên tiếp trong những ngày gần đây ở miền Bắc với nhiều điểm mưa vừa mưa to đã gây ngập úng và ảnh hưởng đến việc đi lại sinh hoạt của người dân. Đặc biệt là khu vực vùng núi còn xảy ra tình trạng sạt lở rất nguy hiểm. Sang hôm nay, mưa có xu hướng giảm dần, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ và vùng núi phía Bắc. Lưu ý vẫn có mưa vừa mưa to với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 50mm trong vòng 24 giờ, có nơi trên 50mm. Bà con địa phương cần đề cao cảnh giác với các hiện tượng như sạt lở đất và lũ quét. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ thì mưa ít hơn, chủ yếu tập trung vào thời điểm về chiều tối và đêm. Trong sáng nay, ở thủ đô Hà Nội, mưa chỉ xảy ra ngắt quãng. Từ chiều nay trời sẽ chuyển tạnh ráo hơn, với nhiệt độ cao nhất là khoảng 32 độ. So với hôm qua thì chiều nay mức nhiệt có tăng nhẹ lên khoảng 1-2 độ. Tối và đêm ít khả năng có mưa trở lại, nhiệt độ ở ngưỡng mát mẻ, thấp nhất là khoảng 26 độ. Lui xuống các tỉnh Trung Bộ, trưa chiều nay trời có nắng gián đoạn và đây vẫn là nơi có mức nhiệt cao nhất trên cả nước với nhiệt độ cao nhất khoảng từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Tình trạng oi nóng xuất hiện trong khoảng thời gian từ 11 giờ trưa đến 15 giờ chiều. Đến khoảng chiều tối thì mưa dông có khả năng xảy ra cục bộ, chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Bắc như là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và phần phía Nam từ Bình Định cho tới Bình Thuận. Với thành phố Đà Nẵng, thời tiết nói chung ít biến đổi, ban ngày mây thay đổi trời nắng nhưng cường độ không quá mạnh, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 33 độ. Chiều tối thì khả năng sẽ xuất hiện những đám mây dông từ biển tạt vào nên có thể xảy ra mưa rào nhẹ. Trong điều kiện dịch bệnh vẫn đang diễn biến phức tạp, người dân thành phố nên tiếp tục tuân thủ giãn cách xã hội, không tụ tập đông người, thường xuyên rửa tay, vệ sinh sạch sẽ nhà cửa và đeo khẩu trang. Mưa dông vẫn là thời tiết chủ đạo tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa có thể xuất hiện bất chợt trong cả ngày và đêm. Đề phòng sẽ có nhiều điểm có mưa vừa đến mưa to, tập trung nhiều hơn ở Tây Nguyên và miền đông của Nam Bộ. Trưa chiều nay khả năng vẫn có khoảng nắng gián đoạn, nhiệt độ cao nhất ngày không cao quá 32 độ. Cũng nằm trong xu thế thời tiết đó nên ở thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay trời có nắng gián đoạn với nhiệt độ ban trưa ở ngưỡng 30-31 độ. Đến chiều tối, mây đen kéo đến và trút xuống những cơn mưa rào và dông. Quý vị cần đặc biệt lưu ý không nên di chuyển khi có mưa dông lớn và cần phải tìm nơi trú tránh nhanh để đảm bảo an toàn. Mưa dông xối xả cũng có thể gây ra ngập úng trên những tuyến đường trũng thấp. Vì vậy, quý vị nên chọn lộ trình thích hợp để di chuyển thuận lợi.